Yo, hello, what's up channel em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tiểu tử đường phố đông người nha. Xin chào tất cả anh em game Gunix Mobile nha, mình đây tiểu tử đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước ở video cho anh em xem video, vậy đầu video như xem like và một subscriber trên độ phát triển nha của anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình của các sự kiện chung mới nhất của game Gunix Mobile. Anh em vui chơi sự kiện và cùng nhau đi sân bộ thần long tiếp tục anh em. Tụi đi săn bộ thần long. Nhiều anh em có bảo là anh làm clip săn thần long này. Ok, hôm nay clip này sẽ có phần săn thần long anh em. Vì hôm nay nhận thêm điểm bên này các bạn. Mấy cả tôi sẽ kiếm thêm kim cương và tôi sẽ xả vào đây luôn. Rồi, trước mắt thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin sự kiện các bạn. Vừa vào thì có phần quà này. À không, cái này quà đánh boss à. Buồn đấy nhờ. Đợi mãi cái phần quà 3k kim cương của nhà phát hành không thấy ta. Mấy cái này có phát không trời. Chúng ta sẽ qua fanpage của nhà phát hành một xíu anh em, xem fanpage chúng ta có gì hot không. Hôm qua gì đi gì cái này tôi cũng không quan tâm lắm anh em. Sự kiện khoe Gunix đón quà tặng công bố kết quả cuối cùng. Công bố kết quả event khoe Gunix, cái này là cái gì ta? Cuối cùng đấy, quà tặng đã kết thúc. Các Gun đã ủng hộ, đây là danh sách thành viên đạt giải. Là sao? Xin chào. Khoe. À hiểu rồi bạn. Rồi. À vậy quà phát cho mấy bạn ấy thôi anh em, chứ không phải quà ấy anh em. Cái quả là server, cái quả này còn quả ấy thì khéo phát ta. Ôi trời, nó xếp ngồi đợi mà đâu quá anh em. Thôi, mày game chơi các bạn. Bỏ đi. Xem nào, này điểm danh chưa? Này điểm danh cho các bạn, quân hàm. Nhận quà quà này. Hôm nay ngày 6 anh em, đây. Có được 5 điểm su bá vương anh em, cái su đấy su quay sự kiện đấy các bạn. Nạp tự chọn rất đặc biệt. Nói chung chả biết nào anh em, tôi là cứ mở lem mấy gói cho bó này anh em, nâng cấp mỗi ngày. Đấy, biết đâu tí mở tăng thêm lực chiến các bạn. Có những gói là gói này các bạn, tỷ lệ tăng lực chiến rất là ngon. Rồi ok, ưu đãi ngày. Mai là cái gì đây? Mai 5 cái lận bên này anh em, ngon nha đó. Chất chi nhiều anh em, cứ làm dần ăn mấy gói đấy thôi được rồi các bạn. Trời đất ơi. Mai 5 túi lận à? Ngon lành các bạn. Ok. Rồi tiếp theo thì vào túi mở đồ để lấy thêm kim cương free đồ thứ nữa anh em. Để xem nay gói được bao nhiêu. Đạo cụ này. Dùng nốt rồi ok. Bung nào. Happy các bạn. Ai chà. Ok các bạn, một bước nữa là lên cấp 40 rồi. Chắc ngày mai tôi lên 40 anh em. Tầm này cứ tầm này chắc là ngày mai cũng lên 40 được các bạn. Level 3. Không thể tăng được chiến các bạn. Không thể tăng được chiến các bạn. Kim cương này, một cái 88 anh em, ngon. Rồi tiếp theo lại dùng bao nhiêu nhỉ? 200 các bạn, 200 điểm này. Thẻ hạn free đó, nhận được ở bên free anh em, được K1K1 á, được K1 kim cương. 1K1 40. Rồi ok các bạn, chúng ta lên được bao nhiêu đây? Quý à, ok đâu rồi? Làm sao cho cái sự kiện ra ta? Từ từ đây anh em, bỏ đi nào. Trang trí ngọc này, hôm nay ghép được ngọc. Level 3 Level 4
nhưng mà cũng không tăng được gì anh em. Không phải dễ dàng các bạn, càng lên cao không phải dễ dàng anh em. Chắc giờ phải lên level 6 mới ra mới tăng thêm được chiến các bạn. Đâu rồi? Đây có châu báu nữa à. Ô, cái sự kiện nó free nó nhận cái này đâu ta? À, thế nhờ. Nút thấy nút không anh em. Đây 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 các bạn, đây đây đây. Đây các bạn, nó 570 kim cương. Được 10 phát đúng không? Rồi. Để xem này, cương riêng có săn được thêm bộ thần long nào không anh em nhá. Lượt đầu tiên. Phát thứ hai, nhận thêm một lần nữa anh em. Đó, nó ra số 77 này thêm được một lần quay anh em. Ô, thêm được hai cái lôi nợ hồ, viên này ngon anh em. Túi ngọc qua. Ok kìa, hôm nay quay clip lại không ra phát nào à. Xả thêm ít kim cương vào nào anh em. Ô, được một cái răng lanh, không biết là ngon không, tí check coi anh em. Hai cái. Ô kìa. À đây các bạn, đây 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 đây. Đó, thần long anh em thấy không? Thấy thần long chưa anh em? Thần long đó. Ok các bạn. Vượt ngưỡng đặt cấp 40, nhận thêm. Đó. Lại được một dương tí chọn đồ thần long anh em. Còn một cả bảy kim cương à. À còn đồ bên này nữa anh em, để tôi xem nào. Chúng ta sẽ đổi thêm vật phẩm gì đây? Nhân hoang giá. 8 lần à. 8324 anh em. 8 đi, 40 viên này. 40 viên đá cường hóa này, đá chúc phúc anh em. Đây bùng tài nguyên đột phá cường hóa cộng 9 coi anh em, xem được không? Được 8 này. Cho em không đủ rồi anh em. À đủ à? Đúng không? Đủ đủ bạn, vừa đủ luôn. Tiếp theo chắc là những vật phẩm còn lại thôi anh em. 90 này, đồ nâng cấp thuốc cưới, chỉ biết dùng nhiều không anh em, nhưng mà sắp tới là chuẩn bị mở thuốc cưới rồi anh em, tranh thủ luôn. Đây. Đó, còn thiếu đâu thì gom dần đổi nốt thôi anh em. Ô, cái này có một ha. Rồi ok các bạn, đó, đổi hết luôn những cái vật phẩm liên quan này, tôi đổi hết luôn các bạn. Đó, anh em bung chưa? Đây hôm nay tôi sẵn sàng bung rồi anh em. Đó, gần hết rồi nha. Tí quét thêm nữa. Rồi, giờ quay trở lại vấn đề chính anh em. Đây, trước mắt xương xương này. Đồ lưu này bao nhiêu? 300 à. Cũng gác đây anh em. Đây, thêm nhấn này nữa này. 300. Đồ thần ông hiện tại đang dư rất nhiều, nhưng mà cứ để dành đây anh em, về sau cũng dùng đây các bạn. Về sau này, có đồ 320 này. Bằng bộ thần long luôn đấy. Đồ thần long này anh em này, nhấn này. 80. Dưới này tôi có dìu các bạn, 340, nhưng mà hiện tại không có đủ điểm lâng để đầy đó. Qua bên phòng cường hóa nào. Nãy giờ cường hóa cái dìu kia lên anh em. Đây. Đồ mới vào nó đã 10 được chiến rồi anh em. Thôi, từ từ vượt đây đó các bạn, từ tính sau. Làm những cán thực tế chứ các bạn. Đây. Ôi, bỏ đi anh em. Rèn trang bị à. 120, rồi kệ anh em, vẫn phải rèn lên. Nó vậy gọn, vẫn phải rèn lên. Ok. Thế này thì vẫn chưa đủ được các bạn.
chưa, thế nào đủ được rồi. Canh à. Được mấy viên? Được 3 viên à? Ok các bạn, được 3 viên nữa. Hên xui. Ok các bạn, được 3 viên nữa này. Yo, chạy điểm. Đúng không? Lên luôn anh em. Đó. Thảm ngọc. Vô này, viên hình vuông à. Không có đấy, thảm các bạn, cày đấy. Cày á. Trăm hai mươi. Đây. Từ trận sẽ hồi cho đồng đội 100 máu hiệu quả debut anh em. Uầy. Nó mang đồ theo nó còn nhiều cái lợi ích thế nữa cơ các bạn. Cường hóa này. Rồi ok anh em, tiếp theo chúng ta sẽ đi chúc phúc các bạn nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chúc phúc các bạn. Mua tạm 20 phát này anh em này. Ok các bạn. Thôi. Cường tay đi các bạn. 5% à. Đùa thầy đừng nói bắt phải ấy nhá. Yo, kiểu này nghi phải bùng quá. Ok các bạn, tới thôi. Kiểu này thì dễ bị thế rồi. Nhìn là thấy rồi các bạn. Mười bốn lần nữa các bạn. Này cố gắng cho lên cộng 9 luôn. Đủ đá mà các bạn. Ok. Cường hóa cộng 9 rồi các bạn. Ngon lành anh em. Còn một món này, chúc phúc lốt cho cộng 10 luôn anh em. Còn một món nữa. Cho lên cộng 7 luôn. Rồi. Full trang bị cộng 7 anh em. Món chính thì lên cộng 9 rồi các bạn nhá. Ồ, 293 rồi. Được, đợi xíu anh em. Ok bạn, ngồi rảnh khép phù chơi anh em. Ngồi rảnh khép phù chơi các bạn. Đấy, trời ơi. Trời, lên bằng hết luôn các bạn. Lên bằng hết luôn. Thế nhưng mà từ lên tím ấy cả lên cam, nhất lên cam anh em, nó như là một cái gì đấy vô cùng kinh khủng khiếp các bạn. Cái tỷ lệ của nó phải nói là cực kỳ sợ luôn ạ. Ok, đến đây xem chúng ta có cơ duyên gì không đây. Đầu tiên là làm viên này trước đi. Ồ, được luôn à. Ngon. Thêm tỷ lệ thành công 2 viên. Để tính ra nếu mà ghép chuẩn được 3 viên là sẽ được mấy viên. 1 viên. Đây là 5 viên, đây là mấy viên? 3 viên, xịt mất 2 viên. Ok, buộc còn cam lên nữa hả? À không, tốt nhất rồi anh em. Không có, thất bại anh em nhìn là biết ngay mà.
Nhìn đoán trước tương lai rồi. Nhìn đoán trước tương lai rồi anh em. Hết. Phù. Không luôn à. Ở đây các bạn. Dạ. Yeah. Có miếng phù ngon hơn thế à? Chưa lên được 300k anh em, tính toán đột phá đến 300k nhưng chưa được. Nhưng nói chung mẹ được cái ngon là cộng full ấy rồi anh em, phù khí cộng 9 rồi. Ok, thì tạm thời chắc clip lại vui chơi đây thôi anh em. Clip thì chắc là tôi tạm thời kết thúc đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha. Giờ thì bye bye mọi người.